từ xưa. Làng tôi vốn có nghề lấy đất ngoài sông đem về nhào nặn, vút ra những cái chum cái vại, rồi cho vào lò nung lên thành những đồ gốm nâu bóng. Người kẻ chợ thường đổ về mua rồi đem đi bán khắp nơi. Nhà tôi chỉ có hai chị em. Mẹ mất khi tôi còn nhỏ, bố ở vậy nuôi hai chúng tôi. Chị tôi là cô giáo làng, được bố tôi gả cho một anh làm cán bộ trên huyện. Vì thế nhà chỉ còn có hai bố con. Mị, đừng làm thế, phải kiên trì chứ. Này con, đất sinh ra con người khi chết đi lại trở về với đất. Vì thế, mỗi miếng đất đều có linh hồn. Người làm nghề gốm phải cảm nhận được cái hồn của đất. Để khi vuốt, tay mới nghe được hơi thở của đất, con nhớ chưa? Vâng ạ. Bây giờ, con vừa là trai vừa là gái đấy. Sao lại thế ạ? Vì con vừa phải học để nắm được bí quyết của nghề, vừa phải lấy chồng để sinh con đẻ cái, truyền lại cái nghề này chứ. Con không đi lấy chồng cho chị Hảo đâu, con ở nhà với bố con. Không được. Ngày xưa nghề này phát đạt lắm, cố mà học. Các cụ đã dạy nhất nghệ tinh nhất thân vinh mà con. Thế là thế nào ạ? Nghĩa là người nào học giỏi được một nghề thì sẽ được vinh hiển suốt đời. Sao bố là người giỏi nghề nhất làng mà vẫn chưa vinh hiển ạ? Sắp rồi con ạ. Thật hả bố? Bố sẽ mua cho con một chiếc xe đạp mới nhá. Nhất định rồi. Hay quá. Kinh cong, kinh cong. Kinh cong, kinh cong. Bố lên đây con chở nào. Kinh cong, kinh cong. Tới năm tôi 18, tôi đã học được nghề của bố tôi thì tóc ông đã bạc nhiều. Ông hay ngồi đăm chiêu xem tôi làm và gượng cười để che giấu một điều gì sâu kín trong lòng. Bố thấy thế nào ạ? Tinh xảo đấy. Bố bảo nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Nghề của bố với nghề của con thuộc loại tinh xảo nhất làng này. Sao mà đến giờ vẫn chưa vinh hiển hả bố? Cái con này. Con xin lỗi bố. Suốt đời bố đã làm hết sức mình mà chẳng để lại được cho các con cái gì. Bố đã truyền lại nghề cho chúng con đấy thôi. Nghề này mạt vận rồi. Lẽ ra con nên đổi nghề như chị Hào con mới phải. Kìa bố, sao bố lại nói thế? Thank you.
cảm lạnh rồi. Bác về đi, để cháu làm nốt cho. Một mình cậu làm thế nào được? Thôi, cố làm nốt đi. Khi anh Tần vớt được bố tôi lên đưa đi cấp cứu thì đã không kịp nữa rồi. Đất đã sinh ra bố tôi, giờ bố tôi lại trở về với đất. Tần ơi! Tần! Tần đâu? Anh đang giữa lò đằng kia. Tần ơi Tần! Chị Hảo đây à? Có chuyện gì thế chị? Ra đi chị bảo. Nhưng việc gì? Có việc cần lắm. Cậu giữa lò giúp mình nhé. Vâng, anh cứ đi đi ạ. Chả ra làm sao cả. Sao cơ? Đây là lò của bố chị. Sao cậu lại thế chấp để vay tiền là thế nào? Thì năm ngoái hai bác cháu thiếu vốn, bố chị không muốn mang tiếng là vay tiền của con rể, cho nên mới bảo em đứng ra để vay. Nhưng sao cơ? Ông Sáu đang đến gạ gẫm chồng chị bán chỗ đất này để xây nhà đấy. Thế cậu không có tiền trả à? Bọn em chỉ còn mỗi lô hàng này thôi. Chị nó giúp với anh ấy cho bọn em hoãn đến cuối năm được không? Để chị về thử hỏi xem. Nhưng khó đấy, anh ấy được cấp đất, anh chị đang gom tiền để xây nhà trên huyện. Thôi, liệu mà trả đi. Anh Tần ơi, dỡ lo xong rồi đấy, cậu cứ về trước đi. Nợ thì trả, việc gì anh phải lo. Tiền đâu mà sẵn thế? Đi vay à, hay nói bác Thành đắt rẻ gì bán quách lô hàng này đi. Bán thế, tiền đâu ra làm vốn bây giờ? Phải tính chứ, chẳng lẽ làm nghề này lại đi thuê lò à? Nếu cần em gắn nốt phần nhà của em cho anh ấy. Nhưng đấy là nhà của bố mẹ đã cho em. Không nhưng gì cả. Em biết anh rể em muốn xây nhà trên huyện nên mới đưa vợ con về đây ở. Còn em, em sẽ cùng anh theo đuổi nghề này đến cùng. Anh nghĩ sao? Nghề này lụn bại rồi, em đừng cố nữa. Hãy tìm lấy một công việc khác thì tốt hơn. Mi ạ. Anh hèn lắm. Mi ở lại chuyển hàng đã. Tối qua anh Tần bàn giao cho bác Thành rồi, giờ chỉ còn chuyển hàng thôi. Chào cô Mi. Chào bác ạ. Khẩn trương vào chuyển hàng đi. Chào bác Thành. Chào cô Hảo. Chào các bác. Các bác vào đi ạ. Nghe nói nhà cô định bỏ nghề gốm này phải không? Vâng, em cháu sang năm sẽ thi vào sư phạm ạ. Tiếc nhỉ, hàng nhà cô dễ bán nhất làng này đấy, phải không cô Hảo? Dạ.
Tiếc thật. Làng này có ai sánh nổi nghề cụ không? Chờ tí. Hết 13.230.000. Đây, gửi anh 13 triệu. Bớt anh số lẻ nhé. Không được. Mọi thứ tôi đã hạ năm giá rồi còn gì. Thôi anh. Bác Thành đây là khách quen của bố mà. Vâng. Chuyện làm ăn, cô biết gì? Khiếp. Anh chặt thật đấy. Đây. Làm ăn phải thoáng một tí chứ. 5 triệu. Nghề gốm thật à? Cháu có thích không? Cháu thích nghịch đất lắm. Hồi trước sống trên huyện, mẹ cháu còn luôn rất sát với cho cháu nghịch cơ. À dì ơi, có phải mẹ cháu cũng biết nghề này à? Đúng đấy cháu ạ. Thế mà mẹ cháu cứ giấu. Hèn nào mẹ cháu nận những cái chum cái vại đẹp lắm dì ạ. Thế hả? Thắng, về học bài đi con. Cứ để đấy, dì làm nốt cho. Về đi, rồi tối dì cháu mình luộc ngô ăn nhá. Vâng ạ. Em thấy cậu Tần thế nào? Tốt, nhưng hèn. Mà chị hỏi để làm gì? Người ta hèn vì mặc cảm nghèo thôi. Nhưng dù có nghèo hèn mà yêu nhau rồi chí thú làm ăn thì vẫn hạnh phúc em ạ. Thế chị sống có hạnh phúc không? Sao em lại hỏi thế? Anh Dương vì lo cho em nên mới bắt chị về đây ở. Chứ anh chị đã định xây nhà trên huyện rồi. Hay... em muốn lên huyện làm việc để chị bảo anh Dương tìm cho. Không, em cứ ở đây, muốn ra sao được ra. Đúng là cô được bố chiều nên cứng đầu lắm. Thế đốt lửa chỗ nào chú? Đây nhá. Cháu xem này, tẩm dầu vào đây này rồi đốt. Đèn sẽ bay lên như khinh khí cầu ấy. Thế bố cháu có biết làm không hả chú? Bố cháu á? Bố cháu là cán bộ, chỉ biết chỉ tay năm ngón thôi. À, dì My có nhà không cháu? Cháu không biết ạ. Cháu về nhà nói dì My sang chú nhờ một chút được không? Sao chú không tự sang mà nhờ? Thế chú mới nhờ đến cháu. Cháu mà ngoan ấy, chú làm cho cái đèn to như thế này này, cháu thích không? Thích ạ. Dì My ơi! Tránh ra! Anh có tránh ra không? Ngoan nào! Nghe anh bảo này! Buông ra! Tôi mách chị Hảo bây giờ! Mách đi! Trong nhà này có em là ngoan nhất và đẹp nhất thôi! Kìa! My! Dì My! Sẽ giới thiệu cho anh. Anh cứ yên tâm. Cô My có nhà không đây? Chào chú ạ. Chào cô. Có việc gì thế chú? À, đây là anh Chiến, trưởng ban tổ chức của đoàn chèo Đông Đô. À, còn đây là cô My, một cây văn nghệ của xã đấy. À, thế ạ. Anh Chiến muốn nhờ cháu giúp đi dán quảng cáo cho đoàn chèo để mời bà con đi xem. Bây giờ cháu có rỗi không? Dạ có. Vậy cháu giúp anh Chiến nhé. Dạ vâng, cháu làm được ạ. Mời hai chú vào nhà ạ. Thôi, tôi phải có việc ở xã. Chào anh. Vâng, anh đi ạ. Dạ, mời chú vào nhà. Thế cháu giúp được gì ạ? Cứ gọi là anh cho nó thân mật.
dân văn nghệ vẫn quen gọi thế mà. Vâng ạ, nhưng cháu... lại cháu rồi. À, thế này nhá, tối mai đoàn chèo của anh sẽ diễn ở làng bên. Nhưng tối mai làng em có hội thi đèn rồi ạ. Không sao, diễn 2-3 tối cơ mà. Vâng. Em dán hộ anh tập quảng cáo này. Thế còn hồ ạ? Hồ hả? Có ngay. Đấy. Bột đây, trồi đây. Thế cháu lại phải quấy à? Đấy, lại cháu rồi. Em quen mồm. Thôi, anh vào trong nhà ngồi chơi đi. Em chỉ quấy một loáng là xong ngay thôi mà. Thế thầy U em đâu? Xin lỗi, em sống một mình à? Nghe anh Văn Xã nói em bỏ nghề gốm rồi phải không? Nhanh tay ta đánh cái hồ này, đánh cho thật nhuyễn rồi ta phết nó vào. À, ôi à, dán vào là xong. Chắc ở nhà, vợ chồng anh suốt ngày hát hò ấy nhỉ? Ở nhà thì lại cầm tịt. Sao lại thế? Vì ở một mình. Hát với ai? Thế chị ấy đâu? Đi suốt. Bây giờ nổi tiếng rồi. Lúc này cô ấy đang biểu diễn ở tận bến Bỉ. Mấy tháng nay rồi đã thấy về đâu. Thế còn con? Con mà hai con mắt. Đường quê tươi mát, tỏa bóng hàng cây ngọt ngào. Chú đi hát hay chú bảy nhờ. Chú ơi, làng cháu làm gì có lúa mà thắm đượm tình quê hả chú? Ừ, thì ngọt ngào hương nghi gốm thắm đượm tình em. Chú hát nữa đi. Anh chứ lị. Ừ thì anh hát cho chúng em nghe đi. Ừ, anh hát đi. Ta mang nặng nghĩa tình nhỉ ơi quê hương thật. Quê hương thời mang nghi nặng nghĩa tình chứ chấp thời mà đôi canh nghi ơi. Chị Hảo ơi, mở cửa em với. Khuya thế này chị vẫn chưa nghỉ à? Em đi đâu thế? Em đi dán quảng cáo cho đoàn chèo mà. Sao đến tận giờ này em mới về? Dạ, em còn phải dán ở mấy làng bên nữa nên mới lâu thế. Con gái lớn rồi, đi đâu cũng phải có ý tứ về giờ giấc chứ. Thôi, vào ăn cơm đi. Dạ, em ăn rồi ạ. Còn nhớ hôm mi nào anh đến bên em, còn nhớ hôm mi nào lời hẹn ước trước nghe sau lúc anh nghỉ. Alo, alo, tối nay tại sân này, đoàn chèo Đông Đô sẽ lên màn biểu diễn với những vở diễn và tiết mục đặc sắc, mời bà con đến xem. Alo. Jimmy. Dì có đi xem thi đèn không? Có chứ. Cháu đi với mẹ ra trước đi, dì đi sau nhá. Vâng. Thế mà màu tôi mang tiếng lặng lờ, đò đưa cấm giá, tôi lên chùa từ 13 nghĩ mà này tôi. Chú ý, để cuộc thi được bắt đầu, xin mời những người dự thi vào vị trí của mình. Tốt thứ nhất, hồ mẫu Nguyễn Văn Thành, Lò Đức Huy, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hải, Trịnh Thị Tú.
vào vị trí. Ra xem à? Không, vừa nãy em xem rồi. Anh thích xem hội thi đèn của làng em không? Sang bên kia sông á? Không, sang ngoài kia thôi. Đi. Đi. Anh bảo em. Kệ nhìn kìa. Kệ. Thế này thì làm sao biết được ai thắng ai thua? Biết chứ, vì mỗi đợt chỉ lấy có một người, có đèn bay cao nhất thôi. Thế thì mỗi người phải làm nhiều đèn nhé. Vâng, thường thì 4-5 cái. Buồn em, ngồi xuống đây anh. Em hỏi thật anh nhá, em có thể trở thành diễn viên chèo được không? Sao lại không? Em xinh đẹp, lại có giọng hát hay, chỉ cần em luyện thêm múa nữa thôi mà. Em... Đừng. Kìa, anh xem đèn bay cao đẹp quá kìa. Đèn phải quyết quyết toàn bay cao nhất. Được xếp vào đèn thi và ba. Đèn Newton bay cao. Đi con cháu. Con à, mẹ ơi, đèn Newton bay cao nhất. Đi đặt lời những người có đèn thi và ba. Ta phải chiều này ai ơi. Chiều anh nhá. Thế xin việc đàn anh khó không? Anh là trưởng phòng tổ chức, nói một câu là xong. Không tin anh à? Không tin. Em ra đây làm gì? Em đừng anh. Em có về Hà Nội với đoàn anh không? Bao giờ? Mai. Đi từ đêm hôm qua rồi. Cháu tưởng sáng nay mới đi cơ mà. Tôi làm sao mà biết được. Mi. Anh Tân. Em đi đâu đây? Em ra Hà Nội.
Em định bỏ làng thật à? Ở làng thì còn việc gì nữa. Em ở lại cũng chẳng ích gì. Thôi, em đi đây. Mì, em đừng đi. Anh nghĩ lại rồi, hai chúng mình sẽ cùng chung sức vực lại nghề này mà. Muộn rồi anh Tần à. Chị Hảo, em ra Hà Nội kiếm việc làm. Chị đừng lo cho em. Có gì em sẽ biên thư về cho chị. Tay chân cô cứ vung loạn xạ lên như thế. Điên chảy ra điên, tình chảy ra tình. Khi tập phải hết sức chú ý, tập trung tư tưởng thì mới thành công vai diễn được. Tập lại đi. Xin lỗi chú, cháu có điện thoại. Được. Sao không chờ ngoài kia? Nhưng mà em sốt ruột lắm. Đoàn đang phải tập gấp để chuẩn bị tiết mục đi Nam biểu diễn. Thế việc xin em vào đoàn thế nào rồi? Để anh gặp đoàn trưởng đã nhé. Dạ, đây là cô My, em đã nói với sếp. Đang lúc nghỉ, sếp cho cô ấy thử. Lại đây. Giới thiệu với em. Đây là sếp Duy, đạo diễn kiêm trưởng đoàn. Dạ, cháu chào bác ạ. Nghe anh Chiến nói cô rất thích trèo. Dạ đúng ạ. Vậy lên sân khấu thử một đoạn sếp. Dạ thử đoạn nào ạ? Đoạn thị bầu lên chùa ấy. Cứ mạnh dạn lên. Đây coi như người nhà cả mà. Lên đi em. Lên đi. À, các cậu đệm giúp mình cái đoạn thị bầu lên chùa nhé. Được thôi. Thế nhá. Này, đọc cụ. Tập thế nào cứ thế mà làm. Mạnh dạn lên đây. Cháu tập đã lâu chưa? Dạ, cũng mới thôi ạ. Cháu ở làng nào? Thổ Lãng ạ. À, Thổ Lãng. Làng có nghề gốm nổi tiếng có phải không? Dạ vâng ạ. Bây giờ cháu đứng kia xem. Đưa đây. Cô Vân, cô diễn lại đoạn vừa rồi cho cháu đây xem. Vâng ạ. Bậy nào, sao lại không có năng khiếu? Cứ học là có năng khiếu tất. Bác nói đúng đấy, ngay như nghề gốm của em, có người học mãi mà không vuốt được,
có người chỉ cần học vài buổi là vuốt được rồi. Thế còn những việc khác? Đoàn anh hết biên chế rồi còn đâu nữa mà xin. Thế còn cách nào nữa không hả anh? Lão có chơi xỏ anh đấy. Em thấy chưa? Vợ anh còn lâu nữa mới về. Hay là em cứ ở lại đây với anh, rồi anh sẽ tính cách. Anh Triệt, tôi lên đây để xin việc làm, chứ không phải làm vợ hờ của anh. Alo, Hiền à, đang ở đâu đấy? Rồi, anh sẽ đến ngay. Đấy nhá. Xin chào. Em sắp đi làm chưa? Sắp. Xin giới thiệu với em, đây là chị Hiền, bạn anh. Em chào chị ạ. Còn đây là cô My, mới ở quê lên, đi tìm việc làm. Đây còn phòng cho thuê không? Đoạn Thư về rồi hay sao? Mà phải thuê phòng. Thôi, đừng đùa nữa, còn phòng không? Phòng ý à? Khó đấy. Phải mai kia, mấy tay sinh viên ở bên kia mới trả phòng cơ. Đây, có 200, em thuê hộ anh một phòng nhé. Em có tiền rồi mà. Sao cô dại thế? Được anh đây bao, lại còn sĩ. Thế tối nay cô ấy ở đâu? Thì em cho cô ấy ở tạm nhé. Nhưng em có phải đi làm bây giờ? Ơ kìa. Thôi vào đi, vào đi. Alo. Dạ vâng ạ, em nghe đây ạ. Ôi, dày dạ quá. Sếp gọi anh để về đặt vé tàu cho đoàn. Vài hôm nữa đoàn lại đi biểu diễn trong Nam, thế mới chết chứ. Hay anh gửi cô ấy ở đây em trông nhé. Không, anh đi mi không nhá. Được đâu, mai anh đến sớm đưa em đi tìm việc. Kìa, này này. Được rồi, được rồi. Sao mắc bẫy gã Sở Khanh ấy rồi phải không? Tuyền là bọn đều cả, phải tự cứu lấy mình thôi. Chị ơi, chị làm gì mà kiếm được nhiều tiền thế? Tiếp viên nhà hàng. Em có làm được không? Xem nào. Cô My lại đi chơi à? Nó ra Hà Nội kiếm việc làm. Sao? Đi với ai? Đi với thằng Đoàn Trèo phải không? Đã bảo không biết mà cứ hỏi mãi. Không biết. Không biết mà lại dám cho nó đi à? Nó 18 đôi 10 rồi, làm sao cấm được nó? Mà cũng tại anh ấy, không có tiền, lấy đâu ra vốn để làm nghề? Thì nó phải đi chứ. Hay. Không đòi nợ thì lấy đâu ra tiền để mà xây nhà nào? Nhưng chính anh đã bảo vợ chồng mình về đây sống để trông nom cô ấy. Biết thế này thì thà cứ sống trên huyện cho xong. Thôi, ăn cơm đi. Biết đâu cô ấy tính khí lại thất thường thế này. À, thằng Thắng đâu rồi? Chắc nó sang chú Tần. Lúc nào cũng Tần. Thắng ơi Thắng! Dạ, về ăn cơm con. Con về đây ạ. Mẹ ơi, chú Tần kiếm giải nhất, chú đi làm cho con cái đèn đây này. Ôi đẹp quá. Ai cho mày sang đấy chơi hả? Kìa anh, kìa anh, cho con nó chơi một tí thì đã sao? Ở đây có trò gì chơi nữa đâu. Thế cô muốn con cô suốt đời với đất hả? Này, đèn này, đèn mới chẳng đóm này. Bố, thôi con. Mày còn nhìn tao hả?
em Hoàng My mới đến làm ở nhà hàng ạ. À, tên đẹp quá. Nào, xin mời anh, mời hai em. Nào, uống mừng buổi gặp mặt đầu tiên. Cạn đi nhá. Dạ. Mời em. Uống đi em. Dạ, em. Uống đi. Rượu ngon quá. Nghe Hiền nói, em mới ở mời làng em. Gốm nổi tiếng lên phải không? Dạ vâng ạ. Ăn đi em. Vâng, em xin. Em có biết vì sao làng nghề của em bị lao đao trong thời kinh tế mở này không? Vì sao thế ạ? Nào, uống đi. Uống dạ. đi rồi anh trả lời chứ. Em không uống được đâu. Uống đi. Dạ. Cứ uống đi em. Uống đại đi. Rồi còn nghe anh ấy giảng về kinh doanh chứ. Uống đi. Vì làng nghề của em thiếu cái lạ, cái mới. Như nhà hàng đấy chẳng hạn, không có cách bài trí và những tiết mục múa mới lạ. Không có loại rượu độc chiêu như thế này. Nặng, mà lại êm. Thơm vị thuốc bắc mà không hắc. Uống nhiều mà không say, thì làm sao quyến rũ được khách hàng tới đây? Đúng quá nhỉ. Nào, em uống đi, rồi em kiểm nghiệm lại xem lời anh nói có đúng không. Uống đi. Đã. Em thấy điều anh nói có đúng không? Dạ, đúng đấy ạ. Thế mấy chục hecta đất ở Đồng Mô, anh phải xây dựng gì mới lạ để quyến rũ bọn em đến đó chứ. Cứ cạn đi, rồi anh sẽ lộ bí mật cho các em biết. Uống đi. Anh sẽ cho xây dựng ở đó một quần thể. Trên núi cao, anh xây những nhà nghỉ. Dưới suối trong, anh cho làm hồ tắm tiên. Thế hồ tắm tiên là gì hả anh? Em chưa biết à? Mời em. Là trời sinh ra ta thế nào thì ta tắm thế. Là tắm chuồng á? Ta phải bàn kia. Chưa còn gì nữa. Ê, Hiền, lên chuẩn bị phòng hát đi. Vâng, em đi đây. Anh để em. Cho cháu một bát ạ. Bò hay gà? Cho cháu bát gà ạ. Cháu vào bàn trong ngồi đi. Cho cháu gửi tiền ạ. Hoa ơi. Dạ. Mang cho mẹ rổ hành. Còn đang học. Này, lại làm vỡ siêu sắc thuốc rồi phải không? Mẹ sắp một ngấm nhôm cũng được chứ sao. Bọn mày bây giờ tùy tiện lắm. Thôi, trà nước cho khách rồi trông hàng cho mẹ một lát. Em mời chị.
Đừng có tiền. Đi thế à? Thế đấy. Đi với đứng biến đi. Cho bắt phở. Bò hay gà ạ? Bò. Nhìn gì? Mời chú ạ. Ôi giời ơi. Cháu xin lỗi hả? Đồ ngu, bưng thế à? Mày còn nhìn à? Lau chả bố mày đi. Lau đi. Cháu. Mày có lau không? Hả? Lau. Lau. Lau đi. Mẹ ơi. Mẹ. Có chuyện gì thế con? Mày gọi mẹ mày ra, tao cũng tát cho mày vỡ mặt. Mẹ ơi. Để tôi lau. Hả? Lau đây. Chị. Cho em rửa với. Thôi, vào nhà học đi, cứ để đấy chị rửa. Vào đi. Cháu biết không, tay trong đá ra, tay ngoài thì phải vuốt vào. Cháu làm thử xem. Ê, đều tay vào. Tay cháu để thế được không chú? Được đấy, kéo ghê. Anh đi làm về ạ? Thôi, chú về nhé. Ai cho mày về đất cát bẩn thỉu như thế này hả? Từ nay tao cấm mày. Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi. Này thì tung này, này thì bại này, này thì đất cát này, này thì bản xoay này. Bố, bố không được phá bản xoay của dì mày. À, dì mày hả? Dì mày hư đốn đi theo dài. Từ nay tao cấm mày không được nhắc tới nữa. Không phải, vì bố nên dì mày phải bỏ đi. Cầm ngay, mày biết gì mà nói hả? Chính bố, con thấy bố kia dì mày, lúc dì đang tắm ở dưới sông. Cầm, đừng mất dậy. Tao nuôi mày ăn học đến ngần này. Mà mày dám phụ không bố mày hả? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Anh Dương! Mẹ cứu con! Anh Dương! Bỏ ra ngay! Anh làm cái gì đấy hả? Mẹ! Con! Nó là con tôi! Tôi có quyền dạy bảo nó! Anh không có quyền đánh trẻ con! Anh cút ngay! Đến không? Đêm này mới dỡ lò. Anh mang mấy mẫu mới đến xem họ có thích không. Giời ạ, người ta là nước công nghiệp, anh phải đúng hẹn chứ. Dần mang vào xếp lên giá đi. Vâng. Anh làm như thế, em biết ăn nói với người ta như thế nào đây? Em làm gì mà cuống lên thế? Em cứ yên tâm, dỡ lò xong anh sẽ mang đến ngay. Thế còn mấy container hàng? Nhận được phách rồi, mới nhập cảng hôm qua. Ôi, tuyệt quá. Thắng chuyến này, anh sẽ thanh toán được hết nợ nần. Anh định khao em cái gì nào? Em là bảo hoàng của anh cơ mà. Em mới chỉ là cô Tuyết thôi. Cô ơi, cái siêu này bao nhiêu tiền ạ? 10.000. 10.000 đâu được là bà hoàng của anh. Ở làng cháu, cái này chỉ 3.000 thôi. Thế thì về làng mà mua. Cháu nói thế thôi. Cô bớt cho cháu nhá. Chẳng lẽ chị đã già đến thế rồi cơ hả em? Em xin lỗi, em quen miệng ạ. Chị bớt cho em nhá. Thôi được rồi, 8.000 mở hàng cho cô đấy.
Em gửi chị tiền ạ. Anh này, hàng trống có siêu thị mới mở. Chiều nay để cái Nghĩa trông hàng, chúng mình đi xem nhé. Này, cô định mua chum à? Dạ không ạ. Không mua thì xem làm gì, kẻo vỡ của người ta bây giờ. Này em, thì cứ để cô ấy xem thì đã sao? Chum thổ lãng phải không chị? Không, chum phủ canh đấy. Tôi chỉ còn mỗi cái này thôi. Đây phải là chum thổ lãng. Này cô, ba đời nhà tôi buôn cái đồ này rồi đấy. Đây là phủ canh. Phủ canh cô nghe rõ chưa? Nếu là thổ lãng thì sao ạ? Tôi sẽ mất không cho cô cái chum này. Còn nếu đúng thì sao? Em sẽ mất tiền bằng cái chum này. 40.000 đấy. Vâng. Này cô, sao cô lại khẳng định đây là chum của thổ lãng? Vì dáng và vì da. Tại sao xem chum cô lại phải nghe? Vì mỗi chum có tiếng vang khác nhau. Điều này khó giải thích lắm. Riêng cái chum này có tiếng vang trong vắt, như chum chùa vậy, nghe mãi không chán. Đây này, anh cứ nghe thử mà xem. Cô xài nghề gốm thật đấy. Em thua rồi Tuyết ạ. Thua là thua thế nào? Bác Thành, bác Thành ơi. Gì thế cô Tuyết? Bác sang đây tôi nhờ một tí. Anh nhấc cái chum này lên. Bác xem hộ đây là thổ lãng hay phủ canh. Thách đố làm gì, đây là chum thổ lãng. Lô hàng cuối cùng tôi mua được của ông An Vuốt, người vuốt chum đẹp nhất làng. Ông lão chết rồi, tiếc thật đấy. Ok, thế là cô thắng rồi nhé. Cô My, cô cũng ra đây buôn à? Chào bác. Dạ không ạ, cháu chỉ ra đây làm việc thôi ạ. Cô thua là phải, đây là cô My, con gái của người làm gốm nổi tiếng tôi vừa nói đấy. Ông Thành ơi, về giao hàng. Dạ vâng, tôi ra ngay đây. Cô chờ tôi nhé, mọi người đang tìm cô đấy. Em gửi tiền chị. Kìa, cô thắng cơ mà. Ờ, kìa. Này, này cô ơi. Cô gì ơi? Tôi đang thiếu thợ vuốt giỏi. Nếu cô muốn làm thì cứ tìm tôi theo địa chỉ này. Tôi bỏ nghề rồi. Tôi cứ gửi đây nhé. Sao anh lại xây tường bịt lối đi giữa hai nhà thế? Cô thì biết cái gì. Thôi vào nhà đi. Thế nào là số âm, thế nào là số dương? Số âm nhỏ hơn không, số dương lớn hơn không? Diện tích cả nhà và sân là gần 3 sào đấy. Còn ngôi nhà này, các cụ ngày xưa toàn là bằng lim cả đấy, bền lắm. Vậy chắc giá anh bán là bao nhiêu? Thì tôi đã nói với anh rồi, giá thị trường thế nào tôi tính với anh như thế. Anh bớt cho một chút được không? Anh cứ phải tính kỹ đi, rồi lại đây. Thế bố bán nhà mẹ? Thôi học bài đi con. Anh định bán nhà thật à? À, thế này nhá, nhà ngoài huyện đang có giá. Bán ngôi nhà này đi, xây một ngôi nhà 3 tầng. Có mặt tiền, vừa để ở vừa buôn bán. Anh đi làm lại gần. Mà con của chúng mình lại có chỗ học tử tế. Chứ ở đây thì... Nhưng còn gì mi? Bao giờ cô ấy về hãng hay. Thế còn thầy mẹ, ông bà tổ tiên? Cái cô này lạ nhỉ. Ta mang bàn thờ đi đâu thì các cụ theo đấy chứ sao. Ra huyện ở các cụ còn khoái hơn đấy chứ. Ngày xưa ở quê có ai dám mơ ra huyện mà ở đâu. Anh cứ từ từ để em nghĩ đã. Nghĩ con khỉ, phải quyết ngay.
Vì nhà đấy đang mất giá, bán ngôi nhà này đi đổi lấy ngôi nhà 3 tầng ở trên huyện. Thì việc gì phải nghĩ nữa hả? Nhưng anh phải chờ dì My về thì mới quyết định được. Còn hư đốn, bỏ nhà bỏ cửa, bỏ làng bỏ nước thì hỏi làm gì hả? Điều ấy anh phải hỏi chính anh ấy. Nhà này là của ông bà tổ tiên để lại, tôi không thể bán được. À, tôi được, tùy cô. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Cô còn lưu luyến cái nơi này thì cô cứ lại đây. Còn tôi đi điện tử. Thế đấy bác ạ. À, nước hai rồi mà vẫn còn đặc quánh. Cháu sao thế? Chẳng hiểu sao mấy hôm nay cứ ngửi thấy mùi thuốc là cháu buồn nôn bác ạ. À, cháu nghén đấy. Bác bảo sao? Bác bảo cháu có thai ấy ạ. À? Làm gì mà cháu hốt hoảng thế? Cháu đã có chồng, tất phải sinh con đẻ cái chứ sao? Dạ vâng ạ. À, nhưng mà bây giờ cháu chưa muốn có con bác ạ. À, em ở đây. Anh đi tìm em mấy lần rồi đều không gặp, đến cả đoàn chèo lẫn nhà hàng. May mà gặp mấy người ở làng bên mới biết em làm ở đây. Anh kìa, Mi làm sao thế? Em không sao đâu. Anh vào nhà đi. Anh Tần. Anh Tần. Em đang nói dối bà chủ. Em đã có chồng. Hay anh vào nhà, anh nói là chồng em nhá. Chồng em á? Vâng. Anh vào đi. Cháu gửi bác ạ. À, cô xin. Dạ thưa bác, đây là chồng cháu mới quê lên ạ. Bác ạ. Thế à? Anh thiêng thật đấy. Hôm nọ vừa bảo vợ anh có thai, thế mà chồng đã lên ngay rồi. Vợ cháu có thai ạ? Chứ sao, hai cháu ngồi đây uống nước đã. Cứ ở đây nói chuyện tự nhiên nhé. Rồi trông hàng cho bác luôn, bác vào nghỉ một lát. Anh ăn phở nhá. Không, anh không đói. My, em có thai thật đấy à? Thật. Thế thì sao? Không, không sao cả. Là anh muốn nói với em rằng nếu đúng như vậy thì em nên về quê nghỉ ngơi. Anh sẽ ở đây kiếm việc nuôi mẹ con em. My, về quê đi em. Chúng mình rồi sẽ dựng lại cơ nghiệp của làng gốm. Về đi em. Anh thật có lỗi với em. Anh Tần, em không thể về quê lúc này được. Em phải học xong nghề này rồi dành dụm tiền mở cửa hàng. Chứ về quê bây giờ
biết sống bằng cái gì. Em phải về quê vì đứa bé. Em làm, em chịu, anh không phải lo cho em. Thế gia đình chị em vẫn khỏe cả chứ? Khỏe. Anh làm ơn, đừng cho chị em biết em ở đây nhá. Mì, nếu em sợ tai tiếng thì chúng mình sẽ lấy nhau rồi ở lại đây. Anh Tân, em không sợ tai tiếng, mà em chỉ sợ em không đủ nghị lực thôi. Anh ngồi đây chờ em nhé. Bác ơi, cháu về ngay bây giờ à? Dạ không ạ. Cháu muốn xin tiền để chồng cháu mang về ạ. À, thế mà bác cứ tưởng là cháu về cùng chồng. Cháu định lấy bao nhiêu đây? Uống thuốc bắc là phải kiêng rượu. Anh không nghe thấy Lang dặn rồi à? Tôi thế này làm sao mà phải kiêng? Tôi không có con vì rượu của ông đấy. Tôi đi. Đi đây đi tàu lắm mà rồi đổ tội cho người ta. Anh là Chiến, cán bộ tổ chức biểu diễn của đoàn trèo phải không? Phải. Mày có biết cô My ở Thổ Lãng không? Biết. Mày có biết cô ấy đang mang thai vì mày không? Mày bảo sao? Cô ấy có thai với tao á? Phải. Thật không? Cậu ở đây nhá. Chị ở lại. Em về trước chuẩn bị chỗ cho chị nghỉ, em về nhá. Cô ấy sao thế? Nó bị dính một lần rồi nên sợ đấy. Thế còn em? Chị ấy coi thường em quá đấy. Khôn 3 năm dạy 1 giờ. Cẩn thận vẫn hơn. Chứ đừng như chị, nhục lắm. Cô Nguyễn Thị My. Dạ có đấy ạ. Chị vào đi, em chờ ngoài này. Cháu ơi, cho chú hỏi thăm, phòng đạo thai ở đây có phải không? Vâng, chú tìm ai? Có phải cô My đang nằm trong này không? My nào? Cô My làm thuê hàng phở đêm ý. Đúng rồi. Mở cửa ra. Chị làm cái gì thế, phá cửa đây à? Chị bảo họ dừng lại ngay. Này nhá, muốn có con thì vợ chồng phải quyết định sớm. Bây giờ làm xong rồi còn con cái cái gì? Đây kia. Chị ơi, bác dậy sớm thế ạ? My, ngồi xuống bác bảo. Dạ. Có chuyện gì thế ạ? Hôm nay thấy cháu khỏe rồi bác mới hỏi. Cháu vừa nạo thai phải không? Vâng ạ. Bác hỏi thế thôi,
Chứ cháu quan hệ với ai, đấy là chuyện riêng của cháu. Mấy tháng cháu ở đây với bác, đỡ đần bác rất nhiều. Hiếm có được một người giúp việc siêng năng như cháu. Nhưng bác còn cái Hoa. Bố nó mất rồi, bác sợ nó bị ảnh hưởng. Bác muốn cháu thôi việc. Bác rất lấy làm tiếc. Dạ không sao. Để cháu vào dọn hàng cho bác rồi cháu sẽ đi ạ. Thôi, không cần. Cháu cứ vào thu xếp đồ đạc đi, bác tự làm được mà. Cháu xin phép bác. Nhà kia kìa. Đến rồi hả bác? Cháu gửi bác ạ. Chào anh. Anh Xuân Hoàng có nhà không ạ? Có. Chị cần gì? Dạ. Nghe nói anh ấy cần thợ. Vâng. Dạ. Chú ấy đang ở trong xưởng. Chị theo tôi. Đây xây cả lò than trong nhà cơ ạ. Lò này bé, chỉ nung những đồ nhỏ thôi. Chú Hoàng. Chú Hoàng ơi. Chú Hoàng. Cô cần gì? Anh không nhận ra em ạ. À, nhớ rồi. Cô là cô... Dạ, My ạ. Phải rồi, cô My. Đã thắng cô Tuyết cái chum phải không? Dạ, vâng ạ. Thế nào, đã quyết tâm đến đây làm chưa? Dạ rồi ạ. Xưởng của anh hiện đại quá. Kia có phải lò ga không anh? Phải đấy. Ê, ê, ê. Vào đây anh em. Ông Hoàng đâu? Ông Hoàng! Tôi đây! Cây không được phép phá hàng của tôi! Không được phép! Phép! Dừng lại! Muốn dừng hả? Vậy thì hãy trả hết tiền vay nợ này đi. Tôi đã bảo các anh chờ cho mấy hôm nữa. Khi nào có tiền gửi về tôi sẽ trả nợ hết cho các anh. Chờ đến bao giờ hả cha nội? Chờ đến bao giờ hả? Hả? Chờ này. Không. Chờ này. Không, không, này. Không, 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 cháu sẽ gọi thêm người để chơi lại bọn chúng. Đúng đấy chú ạ. Đúng đấy chú ạ. Thôi thôi thôi. Đánh nhau thì có ích gì. Thôi anh chị em về nghỉ đi. Để tôi lo vụ này. Dần. Dạ. Ra thanh toán tiền cho mọi người. Vâng. Bao giờ chú cần, chú cũng gọi bọn cháu đến. Cháu ra chú ạ. Cháu về. Cô có sao không? Không sao ạ. Cho tôi xin lỗi nhé. Có gì đâu, em quen thế này rồi. Chào anh. Khoan đã. Cô định đi đâu bây giờ? Tôi thấy áy náy quá. Em cũng chẳng biết đi đâu nữa.
Thôi thế này vậy. Cô đến để kiếm việc mà tôi lại đang trong tình trạng như thế này. Hay là cô cứ ở lại đây ít lâu để kiếm việc. Đừng ngại ngần gì cả. Mọi thứ trong nhà cô cứ sử dụng. Ăn thì có hàng cơm bụi ngoài kia, hoặc nấu lấy thì tùy. Tôi sẽ chi. Coi như để chuộc lại lời hứa hão của tôi vậy. Anh đừng làm như vậy. Thế thì tốt. Bây giờ tôi phải đi. Cô cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Dạ vâng ạ. Cô chủ có nhà không? Dạ có. Anh muốn ly dị à? Thì về nước mà ly dị. Đừng mong tôi chia chác gì cả. Anh thừa biết đây là ngôi nhà của bố mẹ tôi để lại. Còn mấy mảnh đất ở Láng Hạ, tôi bán trừ vào tiền anh mang theo con đó rồi. Anh ngồi chờ em một lát. Giờ chẳng còn gì nữa đâu. Thôi nhá. Anh đến lâu chưa? Xong cho xe vào nhà. Nghĩa, mang nước ra đây. Dạ vâng ạ. Thôi, anh phải đi ngay bây giờ. Việc của anh thế nào rồi? Em đã hỏi rồi. Hàng của anh sai kỹ thuật, bị ngấm nước nên không thể kiện người ta được. Sao lại ngấm nước? Có thể là lò của anh không đủ nhiệt. Vô lý. Họ gửi phách biên bản kiểm định đây này. Cháu mời cô chú. Cháu lên gác đi, cô trông nhà cho. Vâng ạ. Anh uống đi. Thế em có vay được cho anh không? Thì anh cứ uống đi đã. Mảnh đất ven ngoại của anh đang có giá đấy. Thế còn cái lò, chẳng lẽ phá đi à? Đúng là không ai gàn như anh. Ai đời lại đi cầm cố nhà để xây lò bao giờ? Ngày ấy, với số vốn đó mà tung ra mua đất với em, có phải bây giờ phất to không? Theo em ý, anh bán quách chỗ đó đi, để trả nợ, rồi về đây buôn với em. Em nghĩ thế à? Chứ còn gì nữa. Thôi, anh về đi. Kìa, anh Hoàng. Anh định đi đâu bây giờ? Thế em muốn anh mất nghiệp à? Khuya thế này anh còn đi đâu? Ở lại đây với em. Rồi chúng mình sẽ bàn cách mà. Đi anh. Nhá.
Được đấy. Anh đã về đấy à? Ừ. Dỗi việc, em ngồi buốt chơi cho đỡ buồn thôi. Sao mấy hôm nay anh không về nhà? À, tôi phải đi lo vụ vừa rồi. Có xong không anh? Cũng tạm ổn. Có hồn lắm. Nhiều lúc tôi thấy cô xử lý rất tùy hứng. Thật thế ạ? Dường như tay cô nghe được hơi thở của đất. Anh cũng tin đất thở à? Tin chứ. Bố em còn bảo đất có hồn đấy. Có lần bố còn kể, nghe đất thì thầm điều gì đó, hoang sơ lắm. Bố em nói đúng đấy. Làm nghề này mà không cảm nhận được hồn đất, không nghe được hơi thở của đất, thì người đó chắc chắn không thể là người làm gốm chân chính được. Thật thế hả anh? À, lại tắt máy. Alo, Dân đấy à? Có chú Hoàng ở nhà không? Dạ có. Dạ chú ấy đang vuốt bình ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, cô mới vào làm 2 tháng nay ạ. Dạ vâng vâng, cháu sẽ lưu ý việc này ạ. Dạ vâng, cháu chào cô ạ. Nào, để xuống nhẹ tay thôi nhá. Hôm nay ai làm đất là ướt lắm đấy nhá. Cậu bảo chuyện tiếp. Loại bình này thì làm gì có tai hả anh? Phải cách cân chứ. Đúng là anh có đôi bàn tay vàng. Không phải tay mà là cái này, thu lượm 8 năm ở trường mỹ thuật đấy. Còn em chỉ được bố dạy cho thôi. Vì thế phải học nhiều, làm nhiều thì may ra mới thu được kết quả mà. Vâng ạ, em sẽ cố á. Mải mê quá nhỉ anh Hoàng. Em đây à? Sao? Anh có định đi ký hợp đồng không nào? Chào chị ạ. Em không nhận ra ai à? Đây là cô My, người đã thắng em trong cuộc thách đố cái chum đấy. Dạ. À, tôi lại gặp đối thủ đây rồi. Cô đến đây làm lâu chưa? Dạ cũng mới thôi ạ. Anh đang lo không có thợ thì cô ấy đến. Đúng là trời giúp. Để em xem những chiếc bình kia có đẹp không? Anh sẽ cho sản xuất một loạt loại bình này với 4 loại men khác nhau mà anh vừa tìm được để trao hàng. Chắc chắn là họ sẽ thích cho mà xem. Còn phải chờ cho vào lò thử lửa xem thế nào đã. Nào, anh có định đi không? Thì đi. My này, cô làm tiếp đi nhá. Dạ vâng. Cố gắng tuần sau chúng ta cho vào lò. Dạ vâng ạ. Đi. Anh ăn mặc thế mà đi ký hợp đồng à? Thì đã sao? Thank you.
Mi. Anh Hoàng à? Dần à? Cậu đi đâu về muộn thế? Chơi. Chị chờ chú Hoàng hả? Thế thì sao? Thì cứ đứng đấy mà chờ. Chú đỡ hộ cháu. Nào tôi đi nhờ cái. Anh đã giúp em thôi. Hết chưa? Gần hết rồi chú ạ. Thôi các bạn về nghỉ đi không muộn. Em chào anh. Để tôi làm nốt. Chào chú ạ. Em mệt à? Dạ không. Dạ tôi đấy à? Thợ không có quyền giận chủ. Ở đây tôi cũng chỉ là thợ thôi. Có việc gì thế? Nhiệt độ lò thế nào ạ anh? Đều, anh vừa kiểm tra xong. Anh đi ngủ đi, để em trông lò cho. Anh trông được mà. Khuya rồi, sao không đi nghỉ đi? Em không buồn ngủ. Để anh pha trà uống nhé. Trà cầu kỳ thật đấy. Các cụ bảo nghề chơi cũng lắm công phu. Nghề gốm của mình cũng là nghề chơi đấy. Em uống đi. Em xin ạ. Trà anh pha ngon quá. Chiếc áo mặc đẹp lắm. Anh đối cứ như mấy ông đồ gàn ở làng em ý. Mi này, sao lúc chiều ăn cơm em bảo đã thề không bao giờ uống rượu nữa là thế nào? Vì đấy là sự lầm lỡ mà em không thể tha thứ cho mình được. Ai chẳng có những giây phút lầm lỡ yếu mềm. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì em vẫn là một cô gái có tấm lòng trong trắng. Anh. Hả? Cái gì? Mày có chứng kiến tận mắt không? Có thật không? Đổ đều. Nghĩa! Dạ! Con Nghĩa đâu? Dạ! Ra mở cửa cho tao! Vâng ạ! Em chỉ là người đàn bà làng gốm bất hạnh thôi.
đường mà cảm thế. Anh thấy em là người rất có nghị lực và can đảm để vượt qua mọi trở ngại. Mà điều đó thì chính anh lại không có. Sao anh lại nói vậy? Anh cảm thấy như thế. Anh, em vẫn còn Lò Gốm đấy. Anh có dám về quê em ở Lò Gốm không? Sao lại không? Mi, anh chẳng còn gì ở đây cả. Chỉ còn có em thôi. Anh không biết phải nói như thế nào. Anh, nhưng có em, anh như cảm thấy tìm lại được những gì đã mất. Anh cần có em ở bên cạnh Mi. Em hiểu. Mi. Cô vào đi. Thế nào? Bây giờ anh còn chối cãi được nữa không? Tôi đã bảo anh là đuổi ngay nó đi, thì anh còn bênh vực nó. Nào là thợ giỏi, phải, giỏi làm điếm thì có. Chị bảo ai làm điếm hả? Tao không nói với mày. Cút, cút ngay ra khỏi nhà tao, đồ điếm, cút. Này, tôi nói cho chị biết nhá, chỉ có Quân trốn chúa lộn chồng mới là điếm thôi. Câm! Cô có thôi đi không? Chị dám đánh tôi à? Mi, em về phòng đi. Anh buông em ra. Anh xin em, em cứ về phòng đi đã. Thôi mà Tuyết, em bình tĩnh, vào nhà tao nói chuyện. Anh đuổi ngay con đĩ đi, rồi muốn nói gì thì nói. Việc gì thì cũng để mai tao bàn bạc, bây giờ khuya rồi. Không bàn bạc gì cả. Tôi là chủ cái Lò Gốm này, tôi muốn đuổi ai là quyền của tôi. Cô muốn đuổi của tôi chứ? Phải, tôi muốn đuổi cả anh nữa đây. Anh cút theo nó đi. Tôi không muốn con tôi sinh ra có một người cha bội bạc và hèn nhát như anh. Cô nói gì? Tôi có thai. Và lần này, đừng hòng anh bắt tôi bỏ nó đi nhé. Anh đi đi. Mi, anh sẽ đi cùng với em. Anh ở lại đi. Kìa Mi, anh sẽ về làng em để mở Lò Gốm cơ mà. Anh Hoàng, anh phải ở lại với chị ấy. Chẳng có người đàn bà nào lại muốn con mình không có bố cả. Chị ấy rất cần có anh. Làng tôi vẫn thế. Già nửa làng đã bỏ nghề để đi buôn. Nửa còn lại vẫn bám lấy nghề của ông cha để sống. Vợ chồng chị tôi đã ly dị nhau. Anh ấy giờ đã sống với một người đàn bà khác ở trên huyện. Còn chị tôi đã vay được vốn của ngân hàng, lại trở về với nghề gốm. Dì phá bức tường này à? Ừ. Dì My ơi, hôm qua cháu đọc thư chú Tân gửi cho mẹ cháu. Trong thư chú nói là còn 2 tháng nữa hết hợp đồng, chú sẽ về gì ạ? Thế à cháu? Đừng làm thế cháu. Cháu biết không, đây mới chỉ là những mặt hàng truyền thống. Cháu còn phải học để làm những mặt hàng mới lạ. Có như thế mới thu hút được khách hàng. Như cái chậu gì làm à? Đúng thế đấy cháu ạ. Nhưng nếu chỉ có thế thì cũng chưa thể đủ được đâu. Lớn lên cháu phải vào học trường mỹ thuật để biết cách kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Như thế thì mới phát triển được nghề gốm của làng mình. Cháu có hiểu không? Cháu hiểu ạ. Mẹ ơi! Mẹ! Nhà mình sẽ làm những chung vải kiểu mới chứ mẹ. Ừ, vì thế dì My mới nhận hợp đồng này con ạ. À. Dì ơi, dì và mẹ cháu giỏi nghề nhất làng, sao vẫn chưa vinh hiển hả dì? Sắp rồi cháu ạ.
Lúc đó dì và mẹ sẽ mua cho cháu cái Dream nhá. Nhất định rồi. Thế dì có biết tiếng Anh Dream nghĩa là gì không? Không. Là giấc mơ đấy. Bây giờ cháu lại giấc mơ cho dì xem nhá. Ừ. Zin. Nào, dì và mẹ lên con trời đi nào. Zin. Pim pim. Pim pim pim. Zin.